Thì kính chào quý khán giả của Việt Nam America TV trên băng tầng 57.36.10 cũng như băng tầng 26.9 của chúng tôi tại Las Vegas. Mỹ Linh và tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng rất vui lại được gặp lại quý khán giả trong chương trình tin tức buổi tối ngày hôm nay. Và kính thưa quý khán giả, chương trình này quý vị cũng đang theo dõi ở trên Facebook cũng như trên YouTube VNATV Kính mong quý vị sẽ theo dõi chương trình và nhớ share cho mọi người cùng coi cũng như là thả tim nè, cờ rồi cũng như bấm like cho chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và kính thưa quý khán giả, ngay sau đây xin mời quý vị cùng chúng tôi gặp gỡ với tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng để chúng ta bắt đầu vào chương trình hôm nay. Dạ xin chào tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng từ San Jose. Dạ vâng chào cô Mỹ Linh kính thưa quý khán giả. Hôm nay đã là thứ hai 21 tháng 2 năm 2022 và theo như chương trình của Việt Nam American TV có lẽ là có những cái breaking news rất là nóng và đó là cái điều mà có lẽ quý vị đang chuẩn bị để nghe những tin tức tường trình từ cô Mỹ Linh thì chúng tôi sẽ nhường để mời cô Mỹ Linh có những cái tin tức breaking news cho quý khán thính giả biết được những tình hình đang xảy ra trên thế giới. Nhưng có lẽ cũng có một vài phút quảng cáo trước. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Hồng Dũng. Và dạ, quảng cáo đầu tiên này là niềm vui thưa quý vị. Ngày mai là ngày 22 tháng 2 năm 2022. Chắc chắn cuộc đời của chúng ta, chúng ta là một cái thế hệ may mắn khi mà có được cái ngày này không bao giờ chúng ta có thể gặp lại ngày này một lần nữa đúng không? Chỉ có những người may mắn là sẽ gặp là ngày 1 tháng 1 năm 2011 nhưng mà vẫn có số 2 lẻ lẻ ở giữa. Đúng không anh, Dũng? Nhưng mà chúng ta rất là lucky khi mà mình có ngày 2 tháng 2 năm 2022. <laughs> dạ trời ơi, rất là special luôn. kiểu Cho nên là trong trường chúng ta thật là may mắn thì ngày mai dạ tiến sĩ uh, nguyễn hồng dũng là sẽ nghỉ ngơi dạ uh, ngày mai để mà enjoy dạ yeah, mới lên tôi sẽ thực hiện một chương trình đặc biệt gửi đến cho quý vị quý vị sẽ uh, gọi là gọi vào mình uh, đốt cái giao tục ngữ rồi xong sau đó quý vị nào đố trả lời đúng cái giao tục ngữ rồi mình được trả lời thêm một cái câu nữa và dạ, trả lời thêm một câu nữa về một nhân vật nổi tiếng mời quý vị trả lời đúng hai câu có nghĩa là quý vị có cơ hội có hai lá thăm để mà chúng tôi bốc thăm và ai là người may mắn sẽ nhận được quà giá trị là một tiền mặt nha quý vị 222 đồng 222 Dạ quý vị 222 đồng 22 Dạ đó cho nên là tất cả đều là số 2 hết Để cho quý vị uh, lucky Cho nên là đây sẽ là một cái chương trình rất là vui Và uh, có một phần quà thứ hai Tức là phần quà này dành cho những ai chỉ trả lời đúng một câu hỏi mà thôi Thì chúng tôi cũng bóc thăm ra riêng biệt Để mà cho quý vị cũng có phần quà may mắn cho nên là ngày mai tạm thời chúng ta sẽ không có news vào ngày mai Và chúng tôi sẽ có chương trình đặc biệt quý vị khán giả từ khắp nơi Ở trên Facebook Facebook, ở trên Youtube, cũng như trên đài VNATV. Tất cả các tiểu bang đều được tham gia để xem thử ai sẽ là người may mắn. Wow, hồi hộp hồi hộp nha quý vị nha. Nhớ là chúng ta trả lời ca dâu tục ngữ, trả lời nhân vật nổi tiếng được đúng thì quý vị có cơ hội có hai cái chance. Mà nếu quý vị trả lời đúng một câu thôi thì vẫn có một cơ hội để nhận được quà. Dạ, yeah, rất là hồi hộp. Ngày 2 tháng 2 năm 2022 kính thưa quý vị. Dạ, à, yeah, sĩ Nguyễn Hồng Dũng thì có hồi hộp không? Cảm thấy là có rất là đặc biệt không? Cô à, sĩ Hồng Dũng. Dạ vâng, đúng hồi hộp chứ bởi vì Cô nói là ngày mai là ngày 2, 2, 2, 2. Thành thử ra một số, loạt những con số 2 đó. Yeah. Thì uh, cá nhân của tôi thì cũng không được có nghỉ ngơi. Nhưng mà ngày mai lại là cái ngày khai trương và cũng là một cái ngày grand opening cho một cái trường rất là lớn. Đó là cái College Practical Buddhism. Tức là trường cao đẳng Phật giáo thực dụng. Và chính vì vậy mà ngày mai tôi phải dành trọn cả một ngày để chuẩn bị cho một cái sự khai trương rất lớn cũng lấy ngày 2 2 22 Thành thử ra thư với cô Đó là cái điều mà chúng tôi cũng rất là hồi hộp Dạ Và chỉ có những người 200 năm sau Mới may mắn tựa như chúng ta Là sẽ có ngày 2 tháng 2 của Bà... Năm 2022 Và cái đó còn lâu lắm <laughs> cho nên, Bây giờ là chúng ta là người lucky lắm rồi Và, và kính dạ, thưa vâng. quý khán giả Sau đây sẽ là những bản tin Mà trước khi gửi đến thì chúng tôi không quên Cảm ơn cơ sở thương mại bảo trợ Đó chính là Yarmulva Resort and Casino Assam Mawal Đã bảo trợ cho chương trình Với lại tất cả những sự phục vụ tốt nhất Để dành cho quý khán giả khắp nơi Xin cảm ơn quý vị nhớ ủng hộ cho Ya Resort and Casino at Summerwell. Tiếp đến nữa là nhà hàng chay Di Lạc với tất cả những món ăn chay vô cùng bổ dưỡng và thơm ngon hấp dẫn ở tại địa chỉ 2850 Queen Road, suite là 125 thuộc thành phố San Jose, 408-238-686, 408, 408 Và sau đây là bản tin Breaking News, kính thưa quý vị. như chúng ta đã dự đoán à, và có lẽ là có một số người ở uh, mỹ linh thấy là có ở uh, tax ở trên uh, youtube trên facebook của chúng tôi cũng như có một số người bên ngoài nói như mỹ linh nga không đánh đâu chỉ hù dọa dạ thôi uh, dạ thưa hù thì hù nhưng mà ngày hôm nay cuối cùng nga đã điều quân đến khu vực của um, miền đông của ukraine và đây là khu vực của những người phiến quân ly khai thân nga kính thưa quý vị và đây chính là một cái bước ừ, điểm đầu tiên và yeah, xin ba kỹ thuật cứ lấy dùm cho chị mới linh cái video clip ở trong cái youtube uh, mà mà đã xem chứ yeah, yeah. kính thưa quý khán giả tổng thống nga vladimir putin đã ra lệnh cho quân đội đã tiến vào khu vực của phe ly khai chiếm giữ ở tại miền đông ukraine um, ở một nơi mà Điện Kremlin gọi là một sứ mệnh gìn giữ hòa bình. Chỉ vài giờ sau khi mà ông Nga Vladimir Putin đã ký một cái sắc lệnh công nhận nền độc lập của khu vực do Moscow hậu thuẫn và không rõ liệu các đợt chuyển quân của nga này có dấu hiệu cho một cái sự khởi đầu của một cuộc xâm lược ukraine mà các nhà lãnh đạo phương tây đã cảnh báo trong nhiều tuần qua hay không. tuy nhiên nhiều giới chức của mỹ và phương tây đã cảnh báo hành động này của nga là một hành động mở đầu cho một chiến dịch di chuyển quân lớn hơn nhằm vào nước này. trong một bài phát biểu nảy lửa vào ngày hôm nay, thì ông putin đã gọi là thổi phồng lên một cái mối nữa là lo ngại an ninh ngày càng gia tăng khi mà ukraine kết hợp với các nước phương Tây và chuẩn bị muốn gia nhập khối NATO và để mà gọi là biện minh và cũng như làm dẫn chứng cho cái hành động này của mình. Thì ông Putin đã gọi là có một cái bài học lịch sử, đã kể ra câu chuyện lịch sử để nói về truyền thống mà gọi là các nước chủ nghĩa xã hội Xô Viết cũng như là của xã hội Xô Viết Liên bang Nga rồi cũng như là nước xã hội chủ nghĩa Xô Viết Ukraine mà dường như Ukraine khi mà nói đến chủ nghĩa này nghi ngờ luôn cái quyền tự quyết của mình coi như là mình là một nước lệ thuộc vào Nga cùng là anh em xã hội chủ nghĩa mà quên mất luôn mình là một nước độc lập có lẽ ông Putin đang giúp cho Ukraine quên mất mình hoàn toàn là một nước tự chủ. Và bây giờ đó, ông Putin nói rằng Ukraine chưa bao giờ có truyền thống nhà nước của riêng mình và gọi phần phía đông của Ukraine là vùng đất cổ đại của Nga. Và cho nên bây giờ họ làm một cái sứ điệp hòa bình, họ làm một cái gọi là sứ uh, mệnh đó chính là bảo vệ hòa bình cho khu vực miền đông của Ukraine mà họ cho rằng ở nơi này chính là khu phiến quân ly khai khỏi Ukraine thì bây giờ họ đến họ bảo vệ và quý vị thấy đây là một cái chiêu bài mà nó rất là nguy hiểm mà khi mà các nước phương tây ngày hôm nay là coi như bắt đầu lo ngại và rõ ràng nga đã có những cái hành động đầu tiên đúng như là các nước phương tây dự đoán là đã có những cái cái bước chuyển rất là quan trọng và bây giờ không biết là tiến sĩ nguyễn hồng dũng thấy được là cái tình hình như thế này thì có phải là nga đang chuẩn bị một cuộc chiến tranh chăng hay là thật sự là vẫn chỉ đang cầm chân hay là anh anh, anh nguyễn hồng nguyễn hồng dũng có thể là dự đoán thử nga sẽ làm cái bước gì tiếp theo không Dạ vâng, thưa quý cô Mỹ Linh, thật sự, thưa quý thính giả, thật sự thì nước Nga đã bước vào cuộc và đây, theo như tôi nghĩ cũng là một cái game gài. Bởi vì thứ nhất là nước Nga đã đem hơn 100.000 quân vây quanh cái vùng phía đông và bây giờ nó đã tiến vào những cái vùng Eastern, tức là vùng phía đông đó để họ cho rằng họ chứng nghĩa. Nhưng mà khi bước vào đây thì NATO phải có một cái nhiệm vụ chống lại. Và dĩ nhiên khi mà hai bên đánh thì một kẻ sức đầu thì kẻ kia cũng lỗ tráng thành thử đây là một cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng các nước phương Tây họ cũng tìm mọi cách để gài cái thế và dĩ nhiên cái thế này đó để giảm bớt đi cái sự hung hăng của nước Nga bởi vì nếu không có những cái sự kiện này đó thì nước Nga sẽ còn dùng quân và còn nỗ lực thì có lẽ là cái bá chủ thế giới nước Nga cũng rất là mong muốn và chính vì vậy mà Hoa Kỳ cũng tìm mọi cách để cho Nga phải thực hiện một cuộc chiến tranh. Đó là cái điều mà chúng tôi nghĩ như vậy. Cho nên trong cái lúc này đó mặc dù chúng ta nói rằng ông Biden à, như thế nọ thế kia nhưng mà nếu là cái thế gà game thì đây quả thật là một cái gà game rất là hay bởi vì nước Mỹ cũng muốn cho nước nga phải có một cái hành động quân sự và khi cái hành động quân sự của nước nga xảy ra thì toàn lực cái vấn đề quân sự của nước nga sẽ dùng hết vào chỗ đó cho nên cái nền kinh tế của nước nga sẽ bị giảm xuống và đó là cái điều mà không thể nào nga để trở thành một cái anh hùng của thế giới đó là cái điều mà tôi nghĩ thưa cô mỹ linh dạ đó như vậy có nghĩa là nếu như mà nga thực hiện một cuộc chiến tranh thì nga sẽ bị tổn thương về nền kinh tế thật ra là nga rất là yếu kém về nền kinh tế đó là nền kinh tế thấy vậy thôi chứ nó cũng kiệt quệ lắm rồi nhưng mà khi mà nền kinh tế mà Nga vẫn tổ chức một cuộc chiến tranh như vậy thì nó nguy hiểm. Cũng là một cái thế để cho Mỹ có thể áp đặt những cái lệnh trừng phạt ngay lập tức. Tại vì Mỹ chỉ có thể trừng phạt Nga khi Nga thực hiện cuộc tấn công. Tuy nhiên để mà thực hiện cuộc tấn công đó thì Nga cũng sẽ phải là một chiêu gì đó. Tại vì ví dụ như Nga sẽ gọi là chính mình tự làm thương gọi là tự bị thương lấy mình nga sẽ giả bộ có một trận pháo kích nào đó tự bắn vào cái khu vực đó của miền đông của mình nói rằng ô Gài như vậy Ukraine đã tấn công rồi hoặc là oh, NATO đã tấn công rồi cho nên chúng tôi sẽ phải thực hiện cuộc tấn công để mà bắt đầu cuộc chiến thì nó, nó phải có một cái gọi là bắt đầu thì lúc đó Nga sẽ thực hiện cái cuộc chiến tuy nhiên lúc này đó khi, khi các nước phương Tây gọi là chưa có kịp sẵn sàng để chống đỡ thì nó sẽ hơi khó và đôi khi Nga sẽ gọi là bây giờ thì chắc hẳn Nga chưa dám đi thẳng vào thủ đô Kiev nhưng mà nếu có một cái đợt pháo kích không cần bị thương ai chưa cần phải chết bất kỳ ai chỉ cần có một một cái tia lửa bắn lên một cuộc pháo kích thôi là như vậy là có thể bắt đầu rồi. Cho nên nó nó vô cùng nguy hiểm mà khi tấn công vào Kiev thì lúc này NATO lại phải lực lượng đưa về phía Kiev để bảo vệ mà trong khi đó thì Mỹ lại phải cứ dùng những cái biện pháp giống như là về kinh tế rồi bắt đầu kiềm hãm vân vân. Đó thì nó sẽ nó sẽ gia dẳng và thực sự là những người gặp khó khăn chính là những người dân vô tội của um, Ukraine. Cho nên là đây là một cái điều rất là khó và rõ ràng. Cái điều này là điều chúng ta có thể đoán được khi mà uh, cách đây chỉ có vài ngày thôi là phía phiến quân ly khai đã đưa những người phụ nữ, người già và trẻ em đi về phía Nga để mà được Nga bảo vệ và Nga đã đón đưa về một cái khu tập trung ở đây rồi. Cho nên là khi mà ngày hôm nay Nga đã gọi là sẵn sàng lực lượng để có thể tiến đưa quân vào khu vực của miền đông của Ukraine là một cái vấn đề mà chúng ta là rất là đáng đáng lo kính thưa quý vị. Và dạ, bên cạnh đó thì các hành động của ông Putin ở miền đông Ukraine có thể mở ra một cái giai đoạn xâm lược với quy mô lớn. Đó là việc mà ông Putin công nhận các vùng lãnh thổ ly khai của Ukraine là độc lập và có thể là một giai đoạn mở đầu cho một cuộc chiến tiềm tàng vào miền của nhằm vào Ukraine và bây giờ đây là nó đã thúc đẩy rất là gọi là những cái cuộc xung đột có thể xảy ra bất kỳ lúc nào và các quan chức của Mỹ và phương Tây uh, cho biết quyết định của ông Putin khi mà ký sắc lệnh công nhận độc lập uh, cho nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk, tức là tổ chức DNR, và Cộng hòa Nhân dân Luhansk, tức là LNR, do Nga uh, gọi là ký nhận sự độc lập của họ là một cái vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Kính thưa quý vị, và đến đây thì xin kính mời quý khán giả vẫn giữ băng tầng 57.3, 16.10 và 26.9. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài phút quảng cáo.